Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách để chúng ta rút tiền từ Clickbank về ví điện tử Payoneer. Thì để thực hiện được điều này thì trước tiên chúng ta phải vào trong cái trang Clickbank, đăng nhập vào trang Clickbank, và tiếp theo đó thì chúng ta đăng nhập vào cái trang Payoneer. Chúng ta sẽ vào Clickbank để chúng ta tìm đến cái phần profile để chúng ta cập nhật. Trong cái phần thông tin để chúng ta rút tiền về Clickbank thì chúng ta sẽ chọn vào cái bank name, chúng ta chọn vào số tài khoản, bank name, chúng ta chọn số tài khoản và chúng ta chọn routing code. Bước kế tiếp là chúng ta phải vào trong tài khoản Payoneer để chúng ta lấy các thông tin trên. Chúng ta lấy thông tin Payoneer để khai báo cho Clickbank thì chúng ta chọn vào US Payment Supply. Ở đây chúng ta lấy thông tin của tài khoản Payoneer thì thông tin tài khoản này ta lấy chung là tài khoản có tên gọi là First Country Bank. Chúng ta cứ lấy cái tài khoản của Payoneer này để chúng ta nhập vào Clickbank. Tiếp đến chúng ta lấy thông tin số tài khoản của Payoneer của mình. Và chúng ta nhập vào cái số tài khoản bên Clickbank. Bước còn lại là chúng ta lấy mã routing để chúng ta nhập vào trong cái routing bên Clickbank. Và bước sau cùng là chúng ta sẽ thực hiện cái việc lưu thay đổi và chờ cho Clickbank duyệt.